Xuân Nhâm Dần đã sang. Đầu xuân năm mới là dịp người dân đi du xuân đón Tết, các cơ quan công sở nghỉ Tết. Đây cũng là thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp gây mất an ninh trật tự. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để đề phòng để những ngày xuân được an vui trọn vẹn. Năm nay, do diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên nhiều cơ quan công sở hạn chế hội họp, các danh lam thắng cảnh và các cơ sở tôn giáo cũng đóng cửa. Vì vào dịp nghỉ Tết, lực lượng bảo vệ mỏng, từ đây sẽ dễ là mục tiêu của các đối tượng trộm cắp, xâm hại sở hữu. Trong dịp Tết Nhâm Dần, các đối tượng trộm cắp đã lợi dụng sơ hở của các cơ quan công sở, đình chùa, danh lam thắng cảnh, sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Điển hình đã xảy ra một số vụ trộm cắp tại đình chùa tại huyện Mỹ Đức. Đối tượng trộm lợi dụng sơ hở của bảo vệ trông coi đình chùa đã trộm cắp cổ vật có giá trị. Đối tượng lợi dụng sự sơ hở bảo quản của người dân đã trộm cắp phụ tùng ô tô. Điển hình ngày 30 tháng 1 năm 2022, Công an Hà Đông tiếp nhận vụ trộm cắp ô tô xảy ra trên địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Lợi dụng sự sơ hở của chủ phương tiện đỗ trên vệ đường, đối tượng đã trộm cắp chiếc ô tô trên. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an thành phố, dự báo trước tình hình, Công an Hà Nội đã tăng cường ứng trực để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết. Cùng với đó là việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác. Nhờ vậy, hầu hết các vụ việc đều được xử lý kịp thời. Chúng tôi cũng đã đưa ra rất nhiều những cái biện pháp, giải pháp để phòng ngừa, để hạn chế nhất, không để xảy ra cái loại tội phạm. Và đồng thời khi đã để xảy ra những cái vụ việc đã xảy ra, thì phải quyết tâm bằng được, không thể để lỡ bất cứ một cái vụ án nào, đặc biệt là án nghiêm trọng gây bức xúc quần chúng nhân dân. Cũng xin hứa với các cấp lãnh đạo và nhân dân thủ đô, chúng tôi sẽ hết sức mình. Nếu tội phạm mà còn hoạt động thì chúng tôi không thể yên tâm, và chúng tôi cũng sẵn sàng là sẽ không nghỉ Tết để làm sao là giữ được ở thủ đô một cách an lành, bình yên để nhân dân đón một cái xuân tốt nhất. Một mùa xuân mới đã về, mong rằng với sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng chức năng, sự nêu cao tinh thần cảnh giác của người dân, người người nhà nhà sẽ đón một năm mới thật bình an,